thành lập năm 1967 do nhu cầu bức thiết trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ làm công tác văn hóa, văn nghệ, thông tin để phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, tiền thân là Trường Sơ cấp Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hóa, đã không ngừng phát triển, khẳng định được vị thế là một trong những trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học đa ngành hàng đầu trong khu vực Bắc miền Trung và Nam sông Hồng. Với phương châm nuôi dưỡng đam mê, khuyến khích sáng tạo, tôn trọng sự khác biệt, kiên trì mục tiêu lấy chất lượng đào tạo, thành công của người học, tín nhiệm xã hội làm thước đo kết quả đào tạo, nhà trường đã thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển. Các chương trình đào tạo chất lượng cao, đa ngành, đa lĩnh vực với 17 chuyên ngành đào tạo chính quy bao gồm quản trị khách sạn, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, du lịch, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật, giáo dục mầm non, thanh nhạc, đồ họa, thiết kế thời trang, quản lý văn hóa, thông tin thư viện, công tác xã hội, quản lý nhà nước, công nghệ truyền thông, luật, ngôn ngữ Anh, quản lý thể dục thể thao. Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang là lựa chọn của nhiều sinh viên khu vực Bắc miền Trung và Nam sông Hồng. Bên cạnh các ngành đại học chính quy, hiện trường còn có một chuyên ngành đào tạo cao học, 9 ngành đại học liên thông chính quy, vừa làm vừa học từ trung cấp, cao đẳng lên đại học và 4 ngành trung cấp năng khiếu. Các ngành đào tạo về nghệ thuật, nhất là âm nhạc, một trong những thế mạnh làm nên thương hiệu của nhà trường những năm qua, vẫn không ngừng phát triển và được đầu tư chiều sâu. Với đội ngũ giảng viên là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ hoặc các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm cùng chương trình đào tạo bài bản từ kiến thức chuyên ngành đến kỹ năng thanh nhạc, kỹ năng biểu diễn, làm chủ sân khấu. Đến nay, ngành sư phạm âm nhạc và thanh nhạc của nhà trường đã đào tạo và bồi dưỡng hàng nghìn sinh viên trong và ngoài tỉnh. Trong đó, nhiều sinh viên của nhà trường đã giành giải cao tại các cuộc thi như Liên hoan tiếng hát truyền hình, Giải Sao Mai, Tài năng trẻ sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật toàn quốc, Giọng hát Việt, Việt Nam Idol, Thần tượng Bolero và trở thành những nghệ sĩ, ca sĩ tên tuổi được công chúng mến mộ. Đón đầu xu thế và nhu cầu việc làm của xã hội, những năm gần đây, nhóm ngành du lịch dịch vụ với các ngành quản trị khách sạn, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành cũng đang được nhà trường đầu tư chú trọng. Với đặc điểm phát triển không ngừng, nhóm ngành dịch vụ du lịch đòi hỏi cũng phải liên tục tiếp cận các kiến thức kỹ năng mới nhằm đáp ứng nhu cầu công việc. Chính vì vậy, định kỳ 2 năm một lần, nhà trường lại tiến hành ra soát, bổ sung, điều chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Đặc biệt, bên cạnh việc cập nhật, trao đổi và trang bị kiến thức cho người học, khâu thực hành cũng được nhà trường hết sức chú trọng. Với phương châm giảm tối đa lý thuyết, tăng tối đa thực hành, hiện tỷ lệ thực hành của cả 3 chuyên ngành quản lý khách sạn, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, du lịch đã chiếm tới 60-65% thời gian học. Đối với nhóm ngành này, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn xây dựng chương trình liên kết chặt chẽ với nhiều doanh nghiệp lữ hành, khách sạn và nhà hàng để sinh viên có cơ hội thực tập, trải nghiệm tại các doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế ở trong và ngoài nước ngay từ năm nhất. Việc này không chỉ giúp sinh viên hoàn thiện, nâng cao tay nghề mà còn giúp các em có cơ hội tiếp xúc với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng ngay trong quá trình học tập, mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm. Là cựu sinh viên của khoa du lịch Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, tôi cảm thấy mình rất là may mắn khi được học trong một môi trường chuyên nghiệp với đội ngũ giảng viên chuyên môn cao, nhiệt tình và tận tụy vì sinh viên. Ngay từ năm thứ nhất thì khoa du lịch tổ chức cho sinh viên tham gia vào các chương trình như thực tế, thực tập tại các doanh nghiệp du lịch khách sạn để chúng tôi có thêm kiến thức cũng như là kinh nghiệm tích lũy để khi ra trường mình cảm thấy tự tin, không bị bỡ ngỡ. Với chương trình đào tạo của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tạo ra một đội ngũ lao động có chất lượng trong ngành du lịch. Trong Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa, các khách sạn, nhà hàng và các đơn vị lữ hành đánh giá rất cao về năng lực làm việc của các em sinh viên khi đã tốt nghiệp ra trường. Các nhóm ngành như giáo dục mầm non,
sư phạm mỹ thuật, đồ họa, quản lý văn hóa với sự đầu tư và đổi mới không ngừng cũng đang dần khẳng định vị thế cũng như sức hấp dẫn của mình khi thu hút hàng trăm học sinh theo học mỗi năm. Ở tất cả các chuyên ngành, chương trình đào tạo luôn được xây dựng theo hệ thống từ cơ bản đến nâng cao, kết hợp với những trải nghiệm, những tiết học thực hành, mang đến cho sinh viên kiến thức, kỹ năng cần thiết để áp dụng vào công việc sau này. Trước xu thế toàn cầu hóa và sự cạnh tranh ngày càng cao của thị trường lao động, bên cạnh những kiến thức chuyên ngành, nhà trường cũng chú trọng đào tạo, hoàn thiện những kỹ năng khác cho sinh viên như ngoại ngữ, tin học, thuyết trình. Chất lượng đầu ra của nhà trường đã nhận được những phản hồi tích cực từ các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động. Năng lực sinh viên tốt nghiệp cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu của các vị trí việc làm, lĩnh vực công tác thực tiễn. Doanh nghiệp chủ yếu chỉ bồi dưỡng thêm những quy trình nghiệp vụ đặc thù, vận hành riêng của đơn vị. Bên cạnh cái việc mà mở rộng cái quy mô đào tạo, ngành nghề đào tạo thì chúng tôi có một cái hoạt động đào tạo cũng hết sức được nhà trường quan tâm. Đấy là chúng tôi vi chỉnh lại toàn bộ chương trình đào tạo theo hướng là tiếp cận gần hơn với nhu cầu xã hội. Và trong cái tiếp cận này thì chúng tôi tập trung vào việc xây dựng các cái chương trình, các cái mô đun kiến thức học tập mà hướng người học đến kỹ năng thực hành nhiều hơn. Có nghĩa là trong chương trình đào tạo thì chúng tôi có số lượng các cái tín chỉ thực hành nhiều hơn cho người học. Nghĩa là các em ra trường có thể làm được nghề. Là một sinh viên khoa giáo dục mầm non, hiện đang học tập tại trường, em nhận thấy nhà trường luôn tạo điều kiện hết sức cho sinh viên. Thầy cô nhiệt tình, trách nhiệm, môi trường học tập không ngừng đổi mới, sáng tạo. Sinh viên ngoài những tiết học trên giảng đường còn được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ văn thể mỹ, các cuộc thi, hội thi nhằm trau dồi thêm nhiều kỹ năng, kinh nghiệm cho bản thân. Với mục tiêu mở rộng địa bàn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển chung của cả nước, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã chủ động mở rộng hoạt động liên kết đào tạo ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tăng cường hợp tác quốc tế với các đối tác ở Ba Lan, Thụy Sĩ, Thái Lan, Philippines, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Các hoạt động hội thảo, hội nghị khoa học được tổ chức thường xuyên, tạo môi trường nghiên cứu khoa học sôi nổi, gắn nghiên cứu khoa học với nâng cao chất lượng đào tạo của trường và phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong những năm tới, đối với nhà trường là ổn định các ngành đào tạo hiện có, tập trung để nâng cao chất lượng đào tạo, xem chất lượng đào tạo là thương hiệu, là uy tín của nhà trường. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong cả giảng viên và sinh viên, xem hoạt động nghiên cứu khoa học vừa phục vụ cho quá trình đào tạo, vừa góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Từng bước mở rộng lĩnh vực hợp tác quốc tế, ưu tiên đối với các trường tương thích về mặt chuyên môn đối với nhà trường, chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhất là việc cử các cán bộ đi làm nghiên cứu sinh ở trong và ngoài nước, tập trung mọi nguồn lực cho cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng khang trang, hiện đại, đáp ứng mọi hoạt động trong mọi điều kiện. Con người luôn là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định sự thành công. Và những con người này là niềm tự hào, là nhiệt huyết và tâm sức của Trường Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Với sự trang bị kỹ càng, toàn diện về kỹ năng, kiến thức, các thế hệ học sinh của nhà trường luôn sẵn sàng tận tâm cống hiến cho sự phát triển chung của đất nước và tỉnh nhà.